Trời, sao Nessi nhiều vậy? Quá trời anh em hỏi mình Nessi luôn. Ôi, anh em bình tĩnh. Như anh em cũng biết thì Nessi One đây là một cái tên cực kỳ hot dạo gần đây. Ngoài ra mình còn nhận được rất là nhiều câu hỏi từ anh em. Thì cái chủ đề mà mình nhận được nhiều nhất đó chính là em Nessi One này sử dụng hương vị gì ngon? Anh có thể nào recommend được cho em những hương vị nào ngon khi sử dụng cùng với Nessi One, vân vân và mây mây. Thì đây, mình có 3 vị của Nessi One muốn recommend đối với anh em mới sử dụng Nessi One lần đầu cũng như đang sử dụng Nessi One. Đầu tiên chúng ta sẽ đến đó chính là cà phê hạt dẻ. Và mình rất là thích hương vị này bởi vì sao? Đây là một cái hương vị cà phê. Để nói đến là người Việt Nam thì phải mê cà phê đúng không em? Ngoài ra là còn mix với hạt dẻ nữa. Thì khi anh em trải nghiệm hương cà phê rất đậm nè, ở hầu nó cũng có hạt dẻ thêm cho anh em nữa, nó quyện với nhau và rất rất là thơm khi anh em thở ra. Đến với hương vị thứ hai thì hương vị này hầu như tất cả những anh em đang xài Nessi One rất là thích, nhưng mình vẫn muốn recommend đối với những anh em mới sử dụng Nessi One. Thì hương vị này rất là thơm, cái vị dừa rất là nồng nha anh em, cũng như là khi mà anh em thở ra cái vị dừa cũng như vị kem nó sẽ bổ trợ vào nhau, nó không có bị mất đi cũng như là bị gọi là nhẹ cũng như là bị nhạt. Ngoài ra cái vị bánh thì mình cảm giác là không có, thì hương vị này sẽ chủ yếu là kem và dừa. Đến với hương vị thứ ba đó chính là sô cô la đen kèm với lại phô mai. Đây là một hương vị béo mình rất là thích nha anh em. Với cái vị sô cô la rất là rõ ràng nè, hương vị cũng rất là rõ ràng nhưng không có bị gọi là quá ngán. Ngoài ra về cái vị mà sô cô la đen kèm với chi này thì mình thấy là cái chi nó hơi nhẹ, gần như là không có, cho nên vị chính của cái hương vị này sẽ là sô cô la đen với sô cô la rất là đậm đà. Anh em phải thử hương vị này. Tóm lại thì đây là ba hương vị ngon mà anh em nhất định phải thử trên Nessi One. Dành cho những anh em nào chưa biết thì đầu vị Nessi One thì đa số đều rất là ít ngọt, nhưng không có nghĩa là không có vị cũng như là hương không có đậm nha anh em. Khi mà anh em thở ra bằng mũi á, cái hương vị nó rất là đậm, còn ở hậu á, nó sẽ vẫn cho anh em ngọt nhưng mà cái độ ngọt nó rất là ít. Về em Nessi One này anh em đừng có nghĩ là nó sẽ bị nhăn nhách nha anh em. Khi mà anh em trải nghiệm hương vị cũng rất là đầy và rất là đủ. Ngoài ra anh em còn cần mình tư vấn gì Nessi thì anh em cứ việc comment phía dưới clip, mình sẽ giải đáp thắc mắc cho anh em.